Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Clickbuy, mình là Admin Kha đây. Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn một cái thủ thuật trên iOS 14. Và cái tính năng này thì thật sự rằng là cũng không hiểu tại sao đến bây giờ nó mới có nữa. Nó cũng giống như là tính năng widget có trên Android vậy. Đó, thì đến bây giờ thì trên cái phiên bản iOS 14 chúng ta mới có cái tính năng widget như thế này. Và tính năng hôm nay mà mình muốn giới thiệu đến cho các bạn đó chính là tính năng có thể thay đổi được cái phần giao diện icon đó, trên iOS 14. Rồi, trước khi đi vào chi tiết video thì mình cũng xin cảm ơn Clickbuy đã hỗ trợ cho mình chiếc iPhone 11 này để thực hiện video. Mọi thông tin chi tiết thì các bạn cứ kích vào đường link phía bên dưới mô tả của video nhé. Clickbuy hiện tại đang bán tất cả các dòng iPhone 11 từ cũ đến mới, từ lắp đến quốc tế. Và đặc biệt thì trong hoa khúc giá này mình thấy đáng giá nhất đó chính là chiếc iPhone 11 quốc tế 2 SIM thuộc thị trường Hồng Kông hoặc China. Đó thì cái chiếc máy này thật sự rằng là mình đang sử dụng, mình cảm thấy rất là thích vì nó có chúng ta đến 2 SIM vật lý. Đó. Rồi, ok, đó là về phần quảng cáo. Bây giờ thì chúng ta sẽ quay trở lại với nhiệm vụ chính của video nào. Đầu tiên thì các bạn sẽ vào bên phần App Store để cài cho mình là một cái app, đó chính là phím tắt. Thì app phím tắt này nó sẽ là một cái app chính thống của Apple các bạn nhé. Và một số bạn mà mình nghĩ rằng là những bạn nào mà hay tìm tòi vọc vạch iOS thì có lẽ cũng đã biết đến cái app này rồi. Đó, và các bạn cài giúp mình. Sau khi các bạn cài xong thì các bạn sẽ mở lên. Đầu tiên thì mình sẽ cho các bạn xem thành phẩm của mình trước đã chứ. Ok, mình có thể là thay đổi được tên của cái phần ứng dụng này, cũng như là có thể là thay đổi được cái hình ảnh. Đó, ở đây các bạn có thể thấy này. Rồi, đó, cơ bản là như thế thôi. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đi vào cái phần app phím tắt các bạn nhé. Bước đầu tiên thì chúng ta sẽ bấm vào dấu cộng ở đây. Đó, thì nó sẽ hiển thị cho chúng ta là một cái giao diện là phím tắt mới. Phần này thì nó sẽ giúp cho chúng ta có thể thêm được là những cái ứng dụng mà chúng ta muốn thay đổi cái giao diện, cái hình ảnh đại diện cũng như rằng là cái tên của ứng dụng. Đó, thì các bạn sẽ bấm vào cái mục là thêm tác vụ này. Sau đó là chọn vào cái mục là soạn tập lệnh, phần dấu chữ X đây. Đó, kéo xuống cho đến khi mà thấy cái phần mở ứng dụng các bạn nhé. Đây, mở ứng dụng. Nó nằm ở cái mục ứng dụng đây, chúng ta bấm vào. Rồi, đến bước này thì chúng ta sẽ bấm vào cái phần chọn để lựa chọn cái app mà chúng ta muốn thay đổi. Thì ở đây ví dụ như là mình sẽ chọn một cái app như là Fruit Ninja đi, là một tựa game bình thường thôi. Rồi, sau khi mà chúng ta đã chọn xong cái ứng dụng mà chúng ta muốn thay đổi thì bây giờ chúng ta sẽ bấm vào cái dấu 3 chấm này. Đó, 3 chấm ở cạnh trên. Rồi là chúng ta sẽ là bấm vào cái mục là thêm vào màn hình chính các bạn nhé, bấm vào. Và khi mà chúng ta bấm vào cái mục này thì chúng ta mới bắt đầu có thể thay đổi được hình ảnh, đại diện cũng như là cái tên của ứng dụng mà chúng ta muốn thay đổi. Đó, thì bây giờ đầu tiên là chúng ta sẽ thay đổi ảnh đi. Rồi, chúng ta sẽ bấm vào cái mục là kế bên cái dòng chữ là phím tắt mới này. Đó, thay đổi. Và để có thể thay đổi được thì chúng ta sẽ chọn ảnh. Chọn như thế này thì lập tức nó sẽ vào bên trong cái mục thư viện. Và ví dụ như là mình sẽ chọn một cái ảnh khác đi. Đây, ví dụ như là một cái ảnh như thế này. Đó, zoom to lên. Rồi, chọn này. Sau đó chúng ta sẽ đổi tên, đồng hồ chẳng hạn. Thêm. Đó, xong. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ xem thành quả này. Đây. Đó, và ở đây thì các bạn có thể thấy này, nó đã có chúng ta là một cái phần icon đồng hồ ở đây. Đối với lại icon đồng hồ này thì nó sẽ tương ứng với lại cái ứng dụng mà các bạn đang thay thế. Ví dụ như trước đó mình đã chọn cái ứng dụng mà để có thể đổi tên là Fruit Ninja, là một tựa game. Thì giờ các bạn khi mà bạn bấm vào đây này, đó, thì nó sẽ lập tức là khởi động lên cho chúng ta cái tựa game Fruit Ninja. Rất đơn giản như thế thôi. Và các bạn muốn có thể là làm bao nhiêu app cũng được, bằng cách là chỉ có bấm thêm vào như thế. Rất là đơn giản. Rồi, và video của mình đến đây là kết thúc rồi. Hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau, và cũng như là hy vọng là trong tương lai mình sẽ tìm kiếm thêm nhiều được cái thủ thuật hay để giới thiệu đến cho các bạn, kể cả là Android cũng như là iOS. Đó, ok. Rồi, còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.